Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Trong số những kết quả của các cấp hội phụ nữ thị xã đạt được năm 2022, phong trào hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo nổi bật hơn cả. Năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Phú Mỹ đã vận động gần 1,4 tỷ đồng xây dựng một máy ấm tình thương, trao tặng gần 4.000 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, hội viên bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn các cấp hội còn vận động 393 chị em phụ nữ kinh tế khá giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây, con giống với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Với 678 nhóm phụ nữ tiết kiệm, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ Nữ Thị xã Phú Mỹ đã huy động hơn 22 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 4.800 chị vay vốn phát triển kinh tế, tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 940 hộ hội viên vay với số tiền gần 42 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay khởi nghiệp hơn 2,5 tỷ đồng, nhiều chị được hỗ trợ vốn khởi nghiệp đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tạo công an việc làm cho lao động địa phương